Nghệ An trước trận bóng, ba cầu thủ U14 Sông Lam Nghệ An kéo chùm bóng bay che nắng, thì một người đàn ông gần đó bật lửa khiến bóng phát nổ. Ngày 15 tháng 9, tại một sân vận động ở thành phố Vinh diễn ra lễ khai mạc giải bóng đá ngành ngân hàng. Một số cầu thủ U14 Sông Lam có mặt tại buổi lễ này. Khi nhóm cầu thủ U14 kéo một chùm bóng bay bơm khí hydro lại gần nhằm che nắng, một người đàn ông bật lửa ở gần đó khiến bóng bay phát nổ. Người đàn ông này và ba cầu thủ bị thương, vết thương trên người một cầu thủ. Các nạn nhân bị thương chủ yếu ở vùng mặt, cổ và tay. Ba cầu thủ được chuyển tới Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cứu chữa, người còn lại được chuyển ra bệnh viện ở Hà Nội chăm sóc. Ngày 18 tháng 9, sức khỏe các nạn nhân tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đều tiến triển tốt, không có trường hợp nào nguy hiểm tới tính mạng.